khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin kinh doanh ngày 28 tháng 7 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có cho bản tin ngày hôm nay. Nữ đại gia Phương Hằng hỗ trợ mỗi ngày 1.500 lít oxy cho bệnh viện. 5 hãng ô tô Nhật Bản tạo liên minh sản xuất xe điện. Jeff Bezos sẽ biếu NASA 2 tỷ đô la Mỹ đổi lấy hợp đồng chế tạo tàu lên mặt trăng. Doanh nghiệp của Bầu Đức bất ngờ có lợi nhuận trở lại nhờ việc chăn nuôi heo. Qualcomm lựa chọn BK vì phát triển giải pháp AI hiệu năng cao. Không ham hố bay vào không gian, Mark Zuckerberg định biến Facebook thành vũ trụ ảo. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Nữ đại gia Phương Hằng hỗ trợ mỗi ngày 1.500 lít oxy cho bệnh viện. Trong livestream mới nhất, nữ đại gia Phương Hằng vui mừng tiết lộ khi mỗi ngày mà đại nam đã cung cấp 1.500 lít oxy cho bệnh viện Chợ Rẫy để phục vụ cho bệnh nhân chữa COVID-19. Bà Phương Hằng nói, vợ chồng tôi có trao đổi với giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Anh ấy rất vui mừng vì bắt đầu từ ngày hôm nay thì nguyên liệu oxy y tế của chúng tôi sẽ được cung cấp cho bệnh viện khoảng 1.500 lít mỗi ngày. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng khẳng định sẵn sàng dành ra khu trung tâm thương mại rộng 4.000m2 để làm bệnh viện dã chiến nếu như đất nước cần. Bà Phương Hằng nói, tiện đây thì thông báo với quý vị luôn là khu dân cư 100 HA của tôi trên Bình Phước có một khu trung tâm thương mại 4.000m2 tôi đã xây dựng xong. Thì khi mà cần sẽ trưng dụng, 4.000m2 có thể làm được rất nhiều chuyện. Cũng trong livestream, bà Phương Hằng cũng nhắc đến số tiền 1.000 tỷ đồng. Bà chủ của Đại Nam cho rằng hiện nay tiền không quan trọng bằng oxy. Bà nói, nguồn oxy thì chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục để phục vụ cho y tế. Tôi livestream như thế này thì các bác sĩ bệnh viện đều lắng nghe và họ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi mà chúng tôi có nguồn oxy tiện tế. Nếu bây giờ bỏ ra 1.000 tỷ đồng vào oxy để thở, cứu người, thì cái nào quý hơn hả mọi người? Một ngày 1.500 lít oxy, quý vị tưởng tượng xem có giá trị không quý vị? 5 hãng ô tô Nhật Bản tạo liên minh sản xuất xe điện. Dự án 5 hãng ô tô Nhật tạo liên minh sản xuất xe điện là một phần của nỗ lực khi mà các hãng đang phải nhanh chóng thích nghi với những mục tiêu không khí thải trên toàn cầu. Suzuki và Daihatsu mỗi hãng sẽ sở hữu 10% cổ phần trong liên doanh, Toyota là 60%, phần còn lại thuộc về Hino, Isuzu, Suzuki và Daihatsu với mỗi bên là 10%. Liên doanh ban đầu được thành lập ra để phát triển công nghệ cho dòng xe thương mại, chủ yếu là xe tải. Nhưng giờ đây, với sự gia nhập của Suzuki và Daihatsu, hai hãng xe lớn với dòng xe K-Car, mục tiêu chuyển sang việc mở rộng hợp tác phát triển cả dòng xe cỡ nhỏ và xe giá rẻ K-Car vốn rất phổ biến ở Nhật Bản. Có gần 40% ô tô tại quốc gia này là xe cỡ nhỏ. Jeff Bezos sẽ biếu NASA 2 tỷ đô la Mỹ đổi lấy hợp đồng chế tạo tàu lên mặt trăng. Trong lá thư đề nghị gửi cho bộ phận hành chính của NASA, tỷ phú Jeff Bezos cho biết Blue Origin sẽ miễn các khoản thanh toán trong năm tài chính này và năm 2022, tổng giá trị lên tới 2 tỷ đô la Mỹ và trả tiền cho chuyến bay lên mặt trăng để kiểm tra công nghệ của mình. Đổi lại, thì Blue Origin sẽ có được một hợp đồng bền vững giá cố định mà NASA sẽ phải chi trả cho tất cả các khoản vượt dự toán khi phát triển hệ thống. Ông Jeff Bezos có riêng cho mình lập luận rằng, phía NASA dẫn lý do thiếu hụt nguồn ngân sách ngắn hạn cho việc chọn thầu, thì lời đề nghị này của tôi loại bỏ trở ngại đó. Nếu như không có sự cạnh tranh, thì tham vọng lên mặt trăng trong ngắn hạn và dài hạn của NASA sẽ bị trì hoãn, gây tốn kém hơn và không phục vụ được lợi ích quốc gia. Doanh nghiệp của Bầu Đức bất ngờ có lợi nhuận trở lại nhờ việc chăn nuôi heo. Công ty cổ phần Hoa Anh Gia Lai công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 8 quý liên tiếp báo lỗ. Hoa Anh Gia Lai cho biết nguyên nhân là do lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được cải thiện nhờ các sản phẩm từ ngành chăn nuôi heo, lãi từ thanh lý và các khoản đầu tư vào nhóm các công ty Hoa Anh Gia Lai Agrico và chi phí lãi vay giảm. Theo số liệu từ báo cáo tài chính của Hoa Anh Gia Lai công bố, thì mảng chăn nuôi heo có thể xuất lợi nhuận gộp lên tới 50%, cao hơn rất nhiều so với mảng trái cây là 22%. Qualcomm lựa chọn BK vì phát triển giải pháp AI hiệu năng cao. Qualcomm và Foxconn đã hợp tác sản xuất thiết bị xử lý AI tại biển hiệu năng cao Gloria và BKV được lựa chọn là khách hàng đầu tiên. Keith Cressing, phó chủ tịch mảng điện toán và đám mây biên của Qualcomm cho biết, việc hợp tác với Foxconn và hỗ trợ BKV sẽ đẩy nhanh việc phổ biến các ứng dụng biên thông minh. Gloria sẽ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và môi trường khác nhau như trung tâm bán lẻ, nhà kho, trung tâm dữ liệu, nhà máy.
Trước khi kinh doanh sản phẩm rộng rãi, Qualcomm thường lựa chọn một số đối tác có năng lực về công nghệ và triển khai vào danh sách tiếp cận sớm giải pháp. Lần này, hãng đã lựa chọn BKV, đơn vị đang phát triển camera AI trên nền tảng Qualcomm. Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKV nói, thiết bị xử lý AI tại Biên Gloria của Qualcomm và do Foxconn sản xuất cho phép chúng tôi tạo ra giải pháp có hiệu năng vượt trội, đồng thời tiết kiệm được năng lượng và mức giá cạnh tranh. Gloria sẽ giúp thúc đẩy ứng dụng AI cho khối doanh nghiệp và chính phủ, cũng như cách mạng hóa sản phẩm trong các lĩnh vực thành phố thông minh, xây dựng thông minh, nông nghiệp cùng nhiều lĩnh vực khác. Không ham hố bay vào không gian, Mark Zuckerberg định biến Facebook thành vũ trụ ảo. CEO của Facebook, Mark Zuckerberg, đã tiết lộ với nhân viên của mình về một dự án mới đầy đỗi tham vọng. Trong tương lai, công ty sẽ không chỉ đơn thuần là xây dựng hệ thống mạng xã hội liên thông với nhau cũng như phát triển phần cứng để hỗ trợ chúng, mà thay vào đó thì Zuckerberg còn tham vọng tạo ra tập hợp các trải nghiệm đa chiều và kết nối liền mạch tương tự với thế giới ảo Metaverse trong khoa học viễn tưởng. Metaverse xuất hiện lần đầu năm 1992 trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Snow Crash của Neil Stephenson. Thuật ngữ này dùng để chỉ thế giới ảo nơi mà con người dùng thế chân của mình tương tác lẫn nhau và với phần mềm trong không gian 3 chiều trực tuyến. Năm 2019, các tác giả của DC Comics đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ Metaverse để chỉ một dạng trung tâm của thực tế có ảnh hưởng đến những vũ trụ và dòng thời gian khác nhau. Vào tháng 1 năm 2020, nhà đầu tư mạo hiểm Matthew Ball đã nêu ra một số đặc điểm chính của Metaverse như liên thông thế giới thực và ảo, chứa một nền kinh tế phát triển đầy đủ cũng như cung cấp khả năng tương tác chưa từng có. Ngoài ra, người dùng có thể đem thế thân và hàng hóa của mình từ nơi này đến nơi khác trong Metaverse, bất kể là ai đang điều hành nơi đó. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.